Cây kiệu thường được sử dụng để làm gia vị cho các món ăn tăng thêm hương vị. Và cây kiệu cũng được sử dụng để làm thuốc chữa bệnh. Đối với cây kiệu thì ít khi chúng ta sử dụng cây kiệu để làm thuốc và cây kiệu cũng cho ra rất ít bài thuốc thôi. Dù sao thì cây kiệu cũng có những tác dụng nhất định của nó. Hy vọng qua video này, hy vọng qua video này các bạn sẽ có thêm thông tin về cây kiệu. Thì cây kiệu nó gần giống với cây hành các bạn ạ nhưng mà lá của nó sẽ nhỏ và dài hơn so với cây hành một chút về tính vị thì kiệu có vị cay đắng tính ấm vào kinh vị thận có tác dụng là làm ấm bụng chống đầy hơi tán khí kết bổ thận khí mạnh dương còn có tác dụng lợi tiểu kiệu thường được dùng để chữa đau bụng do lạnh dối loạn tiêu hóa kiết lỵ phòng ngừa huyết khối thiếu máu cơ tim, ngã ngất, hôn mê, tiểu rắt, bỏng với liều lượng là ngày dùng từ 6 cho đến 12 gram. Và sau đây là các bài thuốc về cây kiệu. Bài thuốc thứ nhất là dùng để chữa phụ nữ có thai, bị lạnh bụng, thai không yên. Thì các bạn dùng kiệu 32 gram, đương quy 8 gram sắc uống. Bài thuốc thứ hai là bài thuốc dùng để chữa đi lị. Thì các bạn dùng kiệu, dùng tươi với liều lượng là 40 cho đến 60 g để nấu cháo ăn. Và thứ ba là bài thuốc dùng để chữa bỏng từ kiệu thì các bạn dùng kiệu giã nát hòa với mật, sau đấy vắt lấy nước để mà bôi vào chỗ bị bỏng. Trên đây là những thông tin về cây kiệu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Khi mà nhắc đến cây mã đề, các bạn sẽ biết ngay đây là cây chuyên sử dụng để chữa các bệnh về thận. Từ xa xưa cây mã đề đã được sử dụng trong y học cổ truyền cũng như trong dân gian. Ngày nay đã có những nghiên cứu cụ thể về cây mã đề cho thấy rằng cây mã đề có tác dụng chữa bệnh rất hiệu quả. Mã đề được thử nghiệm trên động vật và áp dụng trên người dưới dạng nước sắc thấy rằng có tác dụng lợi tiểu làm tăng lượng nước tiểu. Ure, axit uric và muối trong nước tiểu các nghiên cứu cũng cho thấy rằng nước sắc của cây mã đề có tác dụng trừ đờm chữa ho. Nước ép của cây mã đề có tác dụng làm tăng tiết dịch vị. Trên thực nghiệm, bột cây mã đề có tác dụng tốt đối với bệnh lao và ung thư, đặc biệt với các thể trạng của loét dạ dày. Cao chiết từ lá cây mã đề có tác dụng kích thích sự tái sinh của tất cả các lớp của da. Ngoài ra thì các nghiên cứu người ta còn cho thấy rằng nước sắc của cây mã đề còn có tác dụng kháng khuẩn. Và những nghiên cứu từ hạt của cây mã đề trong các bài thuốc, trong đó có hạt mã đề và một số vị thuốc khác trong việc điều trị sỏi đường tiết niệu thấy rằng có tác dụng thúc đẩy sự di động của sỏi, chống viêm, giải quyết tình trạng ngưng trệ và thúc đẩy sự bài xuất sỏi niệu. Áp dụng cao nước mã đề để điều trị hơn 200 ca bệnh nhân viêm amidan, cấp đạt hiệu quả khỏi 92% đỡ 8 so sánh về tác dụng hạ sốt, phục hồi số lượng bạch cầu và thời gian hết các triệu chứng tại chỗ, thấy hiệu quả của mã đề không kém hiệu quả của thuốc kháng khuẩn. Áp dụng trên một số bệnh nhân viêm họng và viêm nhiễm đường hô hấp trên cũng thấy có kết quả tốt còn có nhiều nghiên cứu khác về cây mã đề mà vừa rồi mình chỉ chất lọc ra một phần nào đấy thôi. Còn theo y học cổ truyền thì mã đề có những tính vị như sau: lá của cây mã đề có vị nhạt, tính mát; hạt có vị ngọt, nhạt, nhớt, tính mát và bốn kinh là can, phế, thận, tiểu tràng, có tác dụng là thanh nhiệt, lợi phế, tiêu thũng, thông tiểu tiện trong y học cổ truyền thì mã đề thường được dùng để chữa ho lâu ngày viêm khí quản viêm thận và bàng quang bí tiểu tiện tiểu tiện ra máu hoặc là da sỏi phù thũng đau mắt sưng đỏ tiêu chảy lị chảy máu cam ra nhiều mồ hôi vì cái cây mã đề này có tác dụng lợi tiểu rất là tốt cho nên khi dùng cho trẻ em thì trẻ thường hay bị đái dầm các bạn nên lưu ý điều này nhé về việc sử dụng cây mã đề thì các bạn sử dụng toàn cây nhé các bạn nhổ đem cả cây đem về rửa sạch băm nhỏ phơi khô mà dùng dần các bạn dùng toàn bộ cây này thì dùng với liều lượng là 10 cho đến 20 gram Còn nếu như các bạn tách lấy riêng hạt ra thì dùng hạt của nó là với liều lượng từ 6 cho đến 12 gram hạt Sử dụng dưới dạng thuốc sắt Và về cái kiêng kỵ đây này các bạn nghe kỹ đoạn này nhé cây mã đề này là kiêng kỵ đối với phụ nữ có thai thì các bạn cần phải thận trọng và người già, thận kém thì cũng nên thận trọng. Người mà hay đái đêm nhiều thì không nên dùng bởi vì cây này có cái tác dụng lợi tiểu mạnh mà các bạn. Cho nên những ai mà hay đi tiểu nhiều thì tiểu đêm ấy thì không nên dùng đâu nhé. Hoặc là những người như trẻ em khó mà kiểm soát được lượng nước tiểu của mình ấy thì sử dụng còn hay bị tè dầm nữa cơ Cho nên là các bạn nên lưu ý điều này nhé Và không chỉ ở Việt Nam mình mà rất nhiều quốc gia khác Cũng sử dụng cây mã đề để chữa bệnh Và lát nữa mình sẽ nói một cách kỹ lưỡng hơn Còn bây giờ mình sẽ nói chi tiết từng bài thuốc một Để các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về cái cây mã đề này nhé có rất là nhiều bài thuốc cho nên các bạn cần phải chú ý xem nhé. Và bây giờ mình sẽ nói một loạt bài thuốc mà liên quan đến thận, đến việc đi tiểu ấy. Đầu tiên là bài thuốc lợi tiểu thì các bạn dùng hạt mã đề 10 g, cam thảo 2 g, nước 600 ml, các bạn sắc còn 200 ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. Thứ hai là bài thuốc dùng để chữa trẻ em khó đái thì các bạn sử dụng mã đề, giã vắt lên nước, hòa với ít mật ong cho uống. Thứ ba là sử dụng để mà chữa phù thúng và tiêu chảy kèm sốt, ho và nôn. Thì các bạn dùng hạt mã đề, ý dĩ sao lên. Hai vị này lượng bằng nhau tán bột uống và mỗi lần thì các bạn sử dụng 10 gram, ngày dùng 30 gram. Thứ tư là dùng để mà chữa đi tiểu ra máu. Thì các bạn sử dụng lá của cây mã đề cộng với cỏ ích mẫu. Hai vị này các bạn giã nát ra và vắt lấy nước cốt để mà uống. Tiếp theo bài thuốc thứ năm là bài thuốc sử dụng để chữa người già đái khó, cơ thể nóng. Thì các bạn dùng hạt của cây mã đề một chén có dung tích tầm 50 ml, các bạn bỏ vào túi sắc lấy nước, dùng nước này nấu cháo lúa kê mà ăn. Tiếp theo bài thuốc thứ 6 là bài thuốc dùng để chữa sưng dương vật. Để mà chữa sưng dương vật thì các bạn sử dụng hạt của cây mã đề tán nhỏ, mỗi lần uống một thìa, ngày uống 2 lần. Tiếp theo bài thuốc thứ 7 là bài thuốc sử dụng để chữa đái tháo đường. Để mà chữa đái tháo đường thì người ta sử dụng hạt của cây mã đề 6g, sơn dược 15g, sinh địa 15,5g, phục linh 15,5g, phụ tử 15,5g, sơn thù du 10g, trạch tả 10g, quế 10g, ngưu tất 10g, mẫu đơn bì 6g, làm thành viên 2,5g. Mỗi lần uống 4 viên ngày 2 lần hoặc là sắc với 800ml nước còn 450 ml, mỗi lần uống 150 ml, ngày uống 3 lần. Và tiếp theo là bài thuốc dùng để mà chữa bệnh sỏi niệu để mà thúc đẩy sự bài tiết sỏi. Nếu như mà bệnh sỏi niệu ở thể nhẹ thì các bạn sử dụng hạt mã đề 12 cho đến 40 g, kim tiền thảo 40 g, thạch vĩ 20 cho đến 40 g hoạt thạch 20 cho đến 40 g, hải kim sa 12 cho đến 40 g, đông quỷ tử 12 cho đến 20 g, ngưu tất 12 g, chỉ xác 12 g, hậu phác 12 g, vương bất lưu hành 12 g. Có tác dụng bài xuất sỏi đường tiết niệu, có đường kính từ 0,5 đến 0,9 cm. Còn đối với bệnh sỏi niệu ở thể nặng thì các bạn sử dụng hạt của cây mã đề 12 cho đến 40 g, kim tiền thảo 40 g, thạch vĩ 20 cho đến 40 g, hoạt thạch 20 cho đến 40 g, miết giáp 12 đến 40 g, tam lăng 20 g, ý dĩ 20 g, ngưu tất 20 g, nga chuột 20 g, chỉ xác 12 g, hậu phác 12 g, hạ khô thảo xuyên sơn giáp bạch chỉ mỗi vị 12 g có tác dụng bài xuất sỏi đường tiết niệu có thể tích tương đối to và lâu không di động. Đấy vừa rồi là bài thuốc thứ 8 nha. Tiếp theo bài thuốc thứ 9 là bài thuốc dùng để chữa viêm cầu thận cấp tính. Thì các bạn sử dụng mã đề 16 g thạch cao 20 g ma hoàng bạch chuột đại táo mỗi vị 12 g mộc thông 8 g gừng cam thảo quế chi mỗi vị 6 gam sắc uống ngày một thang tiếp theo bài thuốc thứ 10 là bài thuốc sử dụng để chữa viêm cầu thận mãn tính thì các bạn sử dụng mã đề 20g y dĩ 16g thương chuột phục linh bì trạch tả mỗi vị 12g quế chi hậu phát mỗi vị 6 gam, xuyên tiêu 4g sắc uống ngày một thang tiếp theo bài thuốc thứ 11 là bài thuốc sử dụng để mà chữa viêm bàng quang cấp tính. Các bạn làm như sau. Dùng mã đề 16 g hoàng bá, hoàng liên, phục linh, dễ cỏ chanh, mỗi vị 12 g chư linh, mộc thông, hoạt thạch, bán hạ chế, mỗi vị 8 g sắc uống ngày một thang. Tiếp theo, bài thuốc thứ 12 là bài thuốc sử dụng để chữa bí tiểu tiện tiểu dắt, tiểu bút thì các bạn sử dụng bông mã đề 12g, cao ban long 20g, dễ cỏ chanh 12g, nhục quế 4g, sắc uống ngày một thang. Tiếp theo bài thuốc thứ 13 là bài thuốc sử dụng để chữa sỏi tiết niệu kèm theo bội nhiễm đường tiết niệu thì các bạn dùng mã đề 20g, kim tiền thảo 40g tỳ giải 20 g, trạch tả út kim mỗi vị 12 g, kê nội kim 8 g, sắc uống ngày 1 thang. Tiếp theo bài thuốc thứ 14 là bài thuốc sử dụng để chữa sỏi đường tiết niệu gây sung huyết, chảy máu nhiều thì các bạn dùng mã đề 20 g, kim tiền thảo 40 g, ý dĩ 16 g, ngưu tất 12 g đào nhân, uất kim, chỉ xác, vỏ cau, kê nội kim, mỗi vị 8 g sắc uống ngày một thang. Tiếp theo, bài thuốc thứ 15 là bài thuốc dùng để chữa sỏi đường tiết niệu nhỏ, không có cơn đau, để làm tan sỏi hoặc bài tiết ra ngoài. Thì các bạn sử dụng hạt của cây mã đề, kim tiền thảo, bạch mau can, mỗi vị là 20g, y dĩ 12g, sắc uống ngày một thang. Như vậy các bạn thấy là có đến 15 bài thuốc liên quan đến thận chứa các trường hợp như là sỏi đường tiết niệu rồi là viêm thận tiểu bút tiểu dắt rồi là tiểu da máu. Rất là nhiều bài thuốc liên quan đến thận đường tiết niệu. Ngoài ra thì cây mã đề còn có tác dụng khác đây chính là tác dụng dùng để chữa viêm tai giữa cấp tính. Đây sẽ là bài thuốc thứ 16. Bài thuốc dùng để chữa viêm tai giữa cấp tính. Thì các bạn sử dụng hạt của cây mã đề, long đờm thảo, hoàng cầm, mộc thông, trạch tả, sinh địa, mỗi vị 12 gram, chi tử, đương quy, mỗi vị 8 gram, cam thảo 4 gram, sắc uống ngày một thang. Và tiếp theo là một bài sử dụng để mà chữa bệnh về gan. Đây chính là bài thuốc thứ 17, bài thuốc dùng để chữa viêm gan mãn tính. Để mà chữa viêm gan mãn tính thì các bạn sử dụng mã đề 12g, nhân trần 20g, đảng sâm, y dĩ, mỗi vị là 16 gram bạch chuột, phục linh, trạch tả, mỗi vị là 12 gram chư linh 8 gram sắc uống ngày một thang. Tiếp theo, Bài thuốc thứ 18 là bài thuốc sử dụng để chữa lị. Để mà chữa lị thì các bạn sử dụng mã đề, dây mơ lông, cỏ xeo gà, mỗi vị 20g sắc uống. Và tiếp theo là bài thuốc thứ 19, bài thuốc dùng để chữa khí hư. Để mà chữa khí hư thì các bạn sử dụng hạt của cây mã đề sao lên với liều lượng là 4g, sơn dược, khiếm thực, mỗi vị là 40g hoàng bá 8 gam, bạch quả đập nát 10 quả, sắc uống ngày một hang. Tiếp theo bài thuốc thứ 20 là bài thuốc dùng để chữa sốt xuất huyết. Để chữa sốt xuất huyết thì các bạn sử dụng má đề hoặc là cây cối xay, dễ cỏ chanh với liều lượng là 20 gam, rau má 30 gam, cỏ nhọ nồi 30 gam có thể dùng tươi giã nát vắt lấy nước uống hoặc là sắc uống. Bài thuốc này cũng có thể dùng để đề phòng bệnh. Tiếp theo bài thuốc thứ 21 là bài thuốc sử dụng để mà chữa tiêu chảy. Để chữa tiêu chảy thì các bạn sử dụng mã đề tươi 1 cho đến 2 nắm, rau má một nắm, cỏ nhọ nồi hoặc là lá phèn đen một nắm, sắc đặc, chia làm nhiều lần uống trong ngày. Tiếp theo, bài thuốc thứ 22 là bài thuốc sử dụng để chữa ho có đờm. Để chữa ho có đờm thì các bạn sử dụng mã đề 10g cam thảo, 2g cát cánh, 2g nước 400ml, sắc còn 200ml, chia làm 3 lần uống trong ngày. Nếu không có cam thảo có thể thay bằng đường cho đủ ngọt. Tiếp theo bài thuốc thứ 23 là bài thuốc sử dụng để chữa đau mắt để chữa đau mắt thì các bạn sử dụng mã đề giã vắt lấy nước cốt hòa với nước cây che non sau đấy các bạn lọc cho nó trong để nhỏ vào mắt ngoài ra thì người ta còn sử dụng cây mã đề để mà đắp lên các nơi mụn nhọt cho nó chóng vỡ và mau lành hoặc là dùng để chữa bỏng các bạn cần phải lưu ý là phụ nữ có thai thì nên thận trọng khi dùng nhé. Hoặc là người già thận kém hay đi đáy nhiều về đêm ấy, thì cũng không nên dùng nhé. Vừa rồi là rất nhiều các bài thuốc về cái cây mã đề này. Trong đấy rất là nhiều bài thuốc về thận, có đến 15 bài đi. Nói về các bệnh về thận như là sỏi, đường tiết niệu, rồi là tiểu tiện rồi viêm nhiễm đủ các kiểu về thận bạn nào chưa xem kỹ có thể xem lại nhé và một số bệnh khác về gan rồi là đi ngoài đi lị rồi còn cả về mắt phổi rất là nhiều bài thuốc các bạn có thể xem lại nhé mình đã đọc rất rõ từng bài thuốc một rồi nhé còn bây giờ mình sẽ nói về việc mà các quốc gia khác người ta cũng sử dụng cây mã đề này để chữa bệnh. Cụ thể là ở Trung Quốc thì người ta sử dụng nước ép hoặc là nước hãm của cây mã đề để mà chữa các vết thương hoặc là chữa viêm phế quản mãn tính, viêm màng phổi chảy máu và phối hợp với các cây thuốc khác trong việc điều trị bệnh viêm thận mãn tính. Còn hạt của cây mã đề cũng được sắc uống với liều lượng là từ 3 cho đến 8 gram để mà chữa khó tiêu, chữa ho và vô sinh ở nam nữ. Dùng ngoài thì nước sắc của hạt, chữa bệnh về mắt. Thì các bạn cũng thấy là việc Trung Quốc sử dụng cũng gần tương tự như ở Việt Nam mình. Còn ở Ấn Độ thì cây mã đề được coi là có tác dụng cầm máu trị thương và viêm các mô. Còn dùng để chữa các bệnh về răng rồi lá thì được coi là thuốc làm mát lợi tiểu làm săn và làm lành vết thương nước hãm của lá thì được dùng để điều trị tiêu chảy trĩ nước sắc thì dùng để rửa mắt còn ở nhật bản thì người ta còn sử dụng nước sắc của cây mã đề dùng để trị ho hen bệnh tiết niệu tiêu thũng tiêu viêm ở thái lan thì người ta dùng toàn bộ cây mã đề này dùng làm thuốc lợi tiểu và giảm sốt hạt thì để nhuộn tràng chống viêm và chữa đầy hơi còn ở indo thì người ta sử dụng dưới dạng cao của toàn cây để làm thuốc lợi tiểu còn lá thì dùng để làm dịu còn ở triều tiên thì người ta dùng mã đề để mà điều trị bệnh về gan ở haiti thì người ta dùng mã đề để mà chữa chóng thần kinh và đau mắt còn ở Guatemala thì dùng mã đề để mà điều trị nhiễm khuẩn đường tiết niệu và viêm thận. Như vậy các bạn cũng thấy là các quốc gia trên thế giới người ta cũng sử dụng cây mã đề này với tác dụng là làm thuốc lợi tiểu, làm săn, làm lành vết thương. Còn dùng để chữa sốt, các bệnh về tai mắt, chữa lị hoặc là các bệnh viêm nhiễm khác những tác dụng chữa bệnh đấy thì cũng gần tương tự như ở Việt Nam mình thôi. Và những bài thuốc chữa bệnh có cây mã đề này thì mình đã nói một cách rất là rõ ràng rồi nhá. Có hơn 20 bài thuốc đi, trong đấy có 15 bài thuốc là dùng để chữa các bệnh về thận ấy, như là sỏi thận, sỏi đường tiết niệu rồi là các bệnh bí tiểu, phù thũng, tiểu buốt, tiểu dắt rồi là rất là nhiều bệnh về thận như viêm nhiễm đường tiết niệu viêm thận gì đó. bạn nào mà chưa xem kỹ có thể xem lại nhé. ngoài ra còn dùng để chữa các bệnh như lị, rồi là gan, đái tháo đường, rồi là chữa tiêu chảy, chữa khí hư, chữa ho, chữa đau mắt. nói chung rất là nhiều bài thuốc. bạn nào mà chưa xem kỹ có thể xem lại nhá. mình đã đọc một cách rất là rõ ràng từng bài thuốc một rồi đấy các bạn cần phải xem kỹ mới có thể hiểu được nhé